trong cái nghề môi giới bất động sản ấy, thì cái việc mà mất động lực nó như cơm bữa vậy các bạn. Bất kỳ anh em nào từng làm môi giới bất động sản thì cũng có một vài lần là bị mất động lực rồi. Tôi lấy ví dụ ha, mình vào công ty được một thời gian và những cái đồng nghiệp cùng thời với mình mấy tháng sau người ta có hợp đồng mình chưa có, mất động lực. Hay là đang tin được vài ba ngày rồi mà chưa có khách nào gọi hết, mất động lực. Đấy, hoặc là tôi đã từng chốt nhà nhiều lần rồi nhưng mà trong cái tháng mấy tháng gần đây tôi không bán được căn nhà nào hết, cũng bị mất động lực. Đấy, thì cái việc mất động lực nó như cơm bữa vậy các bạn. Vậy thì chúng ta có những cái cách nào để có thể là chữa được cái bệnh mất động lực này? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái 9 cách mà tôi thường dùng để có thể là vượt qua những cái bệnh mất động lực này các bạn nhé. Bây giờ thì vô thôi. Cách đầu tiên, các bạn hãy cố gắng nghỉ ngơi một xíu. Có thể là các bạn dành ra nửa ngày hay một ngày nào đó để nghỉ ngơi và làm những cái điều mình thích. Các bạn thích chơi game đúng không? Ok, bỏ ra nửa ngày chơi game, chơi đã thôi. Chơi mà cảm giác các bạn thấy thoải mái trong người là được. Hoặc là các bạn có thể thích đi đây đi đó, gặp bạn bè, cà phê. Có thể bỏ ra nửa ngày, đấy, dừng một xíu để gain lại cái energy đó các bạn. Để lấy lại cái năng lượng, rồi sau đó là mình tiếp tục thêm. Nhưng mà cố gắng được cái xa đoài nha các bạn. Xa đà gì đó quá là nó sẽ mất cái tác dụng đấy. Mình có thể là dành nửa ngày, một ngày gì đó. Cũng có những cái ngày gọi là ngày do nothing day đó các bạn. Là có ngày không có làm gì hết, mình chỉ nằm ườn ra đó thôi. Thì những cái việc như vậy, những cái ngày như vậy á, thực ra là không phải là những cái ngày mình lười biếng mình không làm gì đâu, mình cứ bỏ ra một ngày như vậy. Tự nhiên cái cơ thể mình nó lấy lại được năng lượng ấy. Cái sau cái một ngày mà không làm gì hết hoặc là làm cái điều mình thích á, ok, vô tình là mình lại có lại năng lượng là mình có thể tiếp tục công việc của mình. Đấy là cách thứ nhất các bạn nhé. Cách thứ hai là các bạn hãy cố gắng là có thể là dọn dẹp là bản thân này, dọn dẹp nhà cửa này, dọn dẹp máy tính này, dọn dẹp bản thân như là ok, cố gắng là có thể là đi cắt tóc, tóc tai cho nó gọn gàng này ha. Hay là các bạn có thể là cắt móng tay, móng chân, tắm rửa sạch sẽ, cạo râu vân vân. Rồi hoặc là dọn dẹp nhà cửa thì các bạn có thể là dọn tủ lạnh này, dọn bàn, dọn ghế, nhìn cái chỗ mình nó ngăn nắp, nó sạch sẽ, cái nhà mình á, cái phòng mình làm việc của mình hay là như thế nào nó gọn gàng, nó tươm tất, thì lúc đó tự nhiên có cái không khí xung quanh nó sẽ tạo ra cái năng lượng nữa các bạn. Hay là các bạn có thể dọn dẹp những cái file trên máy tính này, cái việc dọn dẹp trên cái file máy tính á, ví dụ như cái desktop, có nhiều bạn là có lưu những cái thông tin lưu trữ là ngay trên desktop, nhìn vô cái desktop là có rất là nhiều cái item, nhìn như vậy nó rất là lối mắt, là nó rất là mệt, nó hút năng lượng, thì làm cho nó gọn gàng, những cái nào không dọn dẹp máy tính giống như dọn dẹp phòng vậy các bạn, cái file này không cần thiết thì vứt, cái file nào mà nó liên quan đến nhau thì bỏ vào chung một file, một folder. Đấy, nhà cũng vậy, gọn gàng, ví dụ như là đồ là lâu giờ chưa giặt thì đem đi giặt đi, đồ chưa ủi thì giờ đem đi ủi, hoặc là dọn dẹp bỏ hết vô tủ, nhìn cho nó gọn gàng tươm tất. Lúc đó tự nhiên cái cảnh vật xung quanh nó tạo lại cái năng lượng cho mình, làm cho mình có năng lượng hơn để tiếp tục làm việc các bạn nhé. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba thì nếu như mà các bạn một ngày nào đó các bạn ngủ dậy các bạn không thấy uể oải, đấy, uể oải thì một hai ngày không sao, nhưng mà các bạn uể oải hoài á, là nhiều ngày nào cũng thấy tự nhiên người nó mỏi mệt, mất năng lượng, không muốn làm gì hết, thì các bạn hãy chú ý lại, có thể là cái cách ăn uống, chế độ ăn uống của mình là chưa đúng cách các bạn nhé. Việc mà cái cơ thể các bạn mệt mỏi ấy, thì đó có thể là một cái tín hiệu mà sức khỏe gửi đến cho các bạn để cảnh báo là cái chế độ ăn uống của bạn là có vấn đề. Thì các bạn hãy xem lại. Đối với tôi thì tôi rất là hiểu những cái anh em môi giới thì đôi lúc chúng ta quá bận mà đi gặp khách hàng rồi đi khảo sát rất là nhiều việc, cho nên là buổi trưa buổi tối thì có thể ghé ăn cơm đại đi, cơm chiên gà xới mỡ này hay là những cái đồ dầu mỡ nhiều ấy, mà không có ăn rau này nọ, thì đôi lúc cái việc chúng ta liên tục như vậy trong vài tuần vài tháng nó sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể đó các bạn. Thì ví dụ đặc trưng những ngày gần đây thôi, cái lúc mà dịch này tôi ở nhà tôi tự nấu ăn thì tôi ăn rau nhiều hơn và tôi ăn canh nhiều hơn, cơ thể tôi mát hơn và cảm thấy con người tôi có năng lượng khỏe khoắn hơn rất là nhiều, rõ rệt luôn các bạn. Còn những ngày mình đi làm ấy, trời ơi, không có ngày nào cũng ăn tạm bợ hết trơn, trưa ăn đại đại, tối ăn đại đại, cuối cùng những cái ngày đó đôi lúc là có thể là mặt nó thể hiện nó mụn lên này, nóng lên này, thì có rất là nhiều cái đó, là cái một cái tôi biết là khi mà cơ thể tôi có những cái tín hiệu như vậy thì tôi biết là mình cần phải sửa đổi cái thói quen các bạn nhé. Đó là cách thứ ba. Cách thứ tư để lấy lại cái năng lượng thì các bạn có thể tìm những cái người mà bạn bè thân yêu này, người yêu quý này, các bạn có thể nói chuyện đấy, và cố gắng tìm những cái người nào mà người tích cực các bạn nhé. Người tích cực thì mình nói chuyện với họ, mình có thể là học hỏi từ họ để mình nghe xong người họ nói là có khi mình có năng lượng lại, hoặc là các bạn cũng cố gắng chia sẻ, nhưng mà đừng có là phải như cái thùng rác vậy các bạn nhé. Đừng có coi họ như thùng rác là tất cả những cái phàn nàn là gì mình đi kể ra, mình như vậy là mình là người tiêu cực, và người ta gặp mình có thể là đừng có làm như thế nào mà người ta gặp mình một lần bị sao, người ta không muốn gặp nữa, người ta không muốn gặp mình để nghe mình phàn nàn này nọ nữa. Đừng có biến người ta thành cái thùng rác các bạn nhé, và đừng có biến mình thành rác. Cách thứ năm thì các bạn có thể là xem những cái video truyền động lực này, thì hoặc là đi đọc sách đấy. Thì bản thân tôi nghe nha, video ấy thì tôi thường thường là nói thật với các bạn là cái lúc đó lúc mất động lực ấy, thì tôi nghe từng tâm sự kinh doanh của FF Long Ngày đấy các bạn, hoặc là các bạn có thể nghe những cái video truyền động lực của Phạm Thành Long này,
đấy. Còn sách thì trước đây tôi có những cái lúc mà tôi bị mất động lực rất là nhiều thì tôi hay đọc cái bộ sách là Lời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi ấy. Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng đối với cảm nhận của riêng tôi ấy, một cuốn sách đầu á, cuốn sách trong cái bộ sách đó tôi đọc cũng phải là 3-4 lần, 4-5 lần, đọc rất là nhiều. Nhưng mà cứ mỗi lần mất năng lực là tôi lại đọc lại, và có cái đó giống như là một cái chữa cái gốc đó các bạn. Các bạn đọc thì các bạn sẽ hiểu được là vì sao là mình cứ suy nghĩ như vậy đấy, vì sao mình là bị như vậy. Thì tôi đọc rất là nhiều về cái cuốn sách đó rất là nhiều lần, thì đó là một cách tôi giúp lại lấy lại năng lượng đấy. Đó là cách thứ năm các bạn nha. Cách thứ sáu là rất nhiên là phổ biến rồi, ai cũng biết hết mà không phải ai cũng làm nhiều ha. Cách thứ sáu đó là tập thể dục thể thao đấy. Thì ai cũng biết là tập thể dục thể thao thì nó giúp là nó tiết ra tiết endorphin đúng không, làm cho cơ thể là tươi mới, là thoải mái. Nhưng mà có thể là các bạn làm biến những ngày mệt mỏi mất động lực như vậy rồi làm sao mà làm, thì các bạn cố gắng thì có thể đứng dậy đi bộ cũng được các bạn, đi bộ cũng được, đi bộ đi tới đi lui. Ở các em bạn ở nhà nhiều tầng thì các bạn đi thang bộ ấy, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, vừa nghe nhạc vừa đi cũng được các bạn. Thì một khi mà các bạn vận động như vậy thì nó tự nhiên cơ thể nó tác ra, nó tốt hơn mồ hôi, nó tốt hơn endorphin nhé, cái nó làm cho năng lượng thoải mái hơn, người nó phóng khoáng hơn các bạn. Thì bản thân tôi là một cái ví dụ rất là điển hình, những cái ngày mà làm việc tại nhà như thế này này, nó rất là mệt các bạn. Các bạn cảm giác, các bạn biết ở nhà một ngày trong mùa dịch ở nhà nó bức bách ấy, thì cứ buổi chiều nào tôi cũng phải đi tập thể dục cả, nếu không tập thì tôi cũng thấy người tôi nó bức bách và nó khó chịu lắm các bạn. Tôi có thể là những cái ngày mà xuyên thì tôi nhảy dây, tôi nhảy là hơn 1000 cái, rồi xong mà tôi có thể hít đất đấy, làm rất là nhiều đấy. Các bạn, nếu như các bạn nào mà biết cái bộ môn calisthenics ấy, đấy, các bạn có thể search cái bộ môn này calisthenics, tức là những cái bộ môn mà thậm chí các bạn có thể là tập tại nhà mà các bạn không cần một cái dụng cụ nào hết trơn. Bản thân tôi bây giờ tôi tập thể dục, tập gym trước đây rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thậm chí ngay cả không cần một cái bộ gym nào, một cục tạ nào, tôi vẫn có thể tập được các bạn. Tức là mình sử dụng chính cái mà sức nặng của cơ thể mình đấy để mình tập đấy. Cho nên là cái việc mà tôi nói ra cái bộ môn này để cho các bạn, những các bạn nào mà hay đổ lỗi bây giờ dịch như thế này đâu có trung tâm gym nào mở đâu, hay là đâu có được ra ngoài đâu mà tập, thì thật ra các bạn có thể tập ngay tại phòng cũng được. Bây giờ đối với tôi, bật tập bất cứ lúc nào cũng được, mặc bất cứ đâu cũng được, không cần những cái dụng cụ nào tôi vẫn có thể tập được đấy. Nếu như các bạn có thể nếu các bạn chưa biết thì có thể tìm hiểu bộ môn này các bạn á, calisthenics. Cái thứ bảy thì tôi hiểu có những cái người mất động lực vì sao, vì các bạn có những ngày là các bạn có thấy công việc nó quá nhiều không, mình không bao giờ mình không thể làm hết rồi, tự nhiên thấy công việc nó áp lực quá, đủ thứ công việc mà tự nhiên mình cũng mất động lực, mà mình không muốn làm gì hết, mình không biết bắt đầu từ đâu, và cuối cùng là không bắt đầu từ đâu luôn, cuối cùng là không làm gì hết luôn ngồi lướt Facebook một hồi mất mấy tiếng đồng hồ không làm được gì hết. Thì những cái lúc như vậy á, cái việc mà thực ra các bạn nghĩ trong đầu á, mình công việc nhiều quá, các bạn nghĩ trong đầu nghĩ cái công việc này nó đẩy qua công việc kia, các bạn tưởng tượng nó nhiều, nhưng mà thực ra có một cách đó là các bạn hãy viết xuống giấy những công việc mình cần làm á, các bạn viết xuống giấy đi, các bạn gạch ra đi, thì các bạn sẽ thấy nó không quá nhiều đâu các bạn. Cứ viết xuống giấy xong cái việc, những cái việc nào á mình làm được á, ví dụ như ngày hôm nay ok, nếu như 10 việc đúng không, mà mình khó có thể hoàn thành được hết 10 việc, mình nghĩ biết không được thì mình viết xuống 10 việc, mình có thể hoàn thành được 5-6 việc thì vậy cũng được rồi các bạn, là ngày mai làm đấy. Đây còn hơn là các bạn là nghĩ hoài là các bạn không làm gì hết. Thì có những người bạn tôi hiểu là ví dụ như 10 việc đó các bạn phải có deadline làm hết trong ngày đúng không, thì không sao, các bạn hãy chia ra, ví dụ hay làm hết trong ngày thì 2-3 tiếng nào làm bao nhiêu việc, 2-3 tiếng tiếp theo làm bao nhiêu việc, thì cố gắng chia như vậy. Các bạn làm xong các bạn tích, các bạn làm xong cái nào các bạn tích cái đấy, thì khi như vậy các bạn cảm thấy, nhìn thấy như vậy là các bạn biết là tiến độ của mình đã xong, nó xong được bao nhiêu phần rồi, 3/4 hay là 2/3 cái quãng đường rồi, thì cái việc mà các bạn nhìn như vậy các bạn cũng có năng lượng hơn để làm đấy. Ví dụ như mình làm xong được 2/3 rồi, mình thấy ok mình có thể làm tiếp, gần xong rồi đấy. Cái cách thứ 8 đó là các bạn hãy nghe nhạc. Thì tôi biết là có một số anh em hay nghe nhạc trong lúc làm việc, thì có nhiều người có thể là hợp với cách đó, và có rất nhiều người hợp với cách đó, vừa nghe nhạc vừa làm việc nó thêm năng lượng. Nhưng mà đối với bản thân tôi á, cái khả năng của tôi là tập trung các bạn, tôi làm việc gì tôi chỉ tập trung một cái việc đó thôi, cho nên là tôi không thể nào là vừa nghe nhạc vừa tập trung vừa làm việc được, nó khiến cho tôi sao nhãng ấy. Nhưng mà các bạn, nếu hợp với bạn, các bạn có thể làm. Còn tôi, cái bản cách tôi nghe nhạc á là ok, mặc dù bận như vậy nhưng mà tôi muốn thư giãn đúng không, tôi muốn nghỉ nhà lấy năng lượng á, thì tôi sẽ dừng cái công việc đó lại, tôi nghe nhạc, tập trung hoàn toàn nghe nhạc, tôi không có làm gì khác mà. Mà nhạc của tôi á, thú thật với các bạn này, tiết lộ với các bạn là tôi rất là thích nhạc của Sơn Tùng ATP các bạn. Sơn Tùng ATP tất nhiên là trẻ hơn tôi, nhưng mà thật ra thì những cái bài nhạc của Sơn Tùng, đặc biệt là những bài nhạc trước đây á, lúc mà Sơn Tùng mới ra ấy, thì nó rất là hay các bạn. Tôi cảm giác là nghe những cái bài như vậy á, các bạn có biết bài Không Phải Giọng Vừa đâu không ạ? Thì mình nghe như vậy, cái bài đó có một chút ngông đấy, một cái hơi hướng là về hơi ngông cuồng, nhưng mà tôi rất là thích, tại vì tôi nghe như vậy tôi có cảm giác là mình có năng lượng các bạn, tôi không phải giọng vừa đâu các bạn. Và cách cuối cùng, cách thứ 9 đó là các bạn hãy cố gắng thử những cái gì mới mẻ xung quanh mình đấy.
Các bạn thấy mệt mỏi không? Lâu rồi các bạn thấy cơ thể mệt ù ì, các bạn thử một cái gì mới, ví dụ đi hớt tóc này. Đi hớt tóc là một cái kiểu là mới cái bản thân mình rất là nhiều. Hôm nay thì các bạn chơi 73, mai mốt mình chơi 5 năm chạy đôi, hoặc là vài bữa hôm nữa thì undercut, vài bữa nữa thì đầu đến. Đấy, tùy các bạn. Các bạn làm sao mà cảm thấy người mình nó luôn đổi mới hoàn toàn, là các bạn cũng có thể nhuộm cũng được, nhuộm nhưng mà nhuộm như thế nào cho hợp các bạn nhé. Vì các bạn nói là các bạn là sale á, môi giới bất động sản mà các bạn nhuộm nhiều đi ra thì khách hàng cảm thấy cái thằng này nó giống trẻ trâu, nó không có chuyên nghiệp, thì tùy các bạn thôi. Nhưng mà nếu các bạn thích thì các bạn cũng có thể làm, và các bạn cũng có thể mua thử những cái mới, ví dụ như là các bạn có thể mua một cái gì đó mới nhỏ nhỏ, có thể là một cái áo mới nhãn hàng này, hay là một cái gì mới. Nhưng mà cái này thì tôi không khuyến khích lắm, bởi vì cứ như vậy thì các bạn bị lệ thuộc, mỗi lần các bạn bị mất động lực hay các bạn lại đi mua sắm như vậy thì cũng bị lệ thuộc và rất là tốn tiền, thì cái này thì tôi không có khuyến khích. Nhưng mà những cái gì nhỏ nhỏ, ví dụ như một cái bút mới hay cái gì đó, các bạn nhìn vào các bạn thấy nó cũng mới, nó cũng có giúp cho các bạn có thêm lợi thêm các bạn nhé. Thì trên đây là 9 cái cách mà tôi đã sử dụng mà tôi thấy nó hiệu quả tức thời nha các bạn. Cái này là những cái bệnh mà chữa tức thời đấy, những cái cách tạo động lực tức thời cho tôi thôi, thì tôi thấy nó hiệu quả nên tôi chia sẻ lại cho các bạn. Đặc biệt là các bạn, những cái bạn môi giới bất động sản thì trong cái nghề này nó mất động lực rất là nhiều các bạn, và nó thường xuyên. Và tất nhiên là để chữa cái bệnh mất động lực mà sâu xa này thì phải trong gốc gác chúng ta phải biết được mục tiêu chúng ta là gì, đúng không? Và chúng ta là mỗi ngày chúng ta phải nhìn cái mục tiêu đó và đọc đi đọc lại nhiều lần thì có may ra. Còn cái những cái cách mà tôi nêu là chữa tạm thời thôi các bạn nhé. Và bởi vì bản thân tôi chia sẻ thật là tôi hay suy nghĩ như thế này. Mỗi ngày cho dù là tôi không có làm, tôi rất là mệt, nhưng mà tôi cũng cố gắng là một chút nào đó cũng được, một chút cũng được các bạn. Vì tôi quan này là các bạn có biết cái quy luật mà 1% không ạ? Mỗi ngày mình cố gắng 1% hơn là được rồi. Thì ví dụ như hôm nay 10 phần, công việc bình thường là có 10 phần đúng không? Hôm nay tôi rất là mệt, tôi không có làm được, nhưng mà tôi cũng cố gắng làm một phần cũng được các bạn. Một phần các bạn, một phần cũng được, còn đỡ hơn là không làm. Thì tôi cứ như vậy thôi. Thì các bạn nhiều tất nhiên là 365 ngày một năm thì không thể nào mà các bạn ở trên cao hoài được, cũng không thể nào các bạn ở thấp hoài được. Thì các bạn có thể có lên thì có xuống. Thì các bạn nếu như các bạn làm như vậy á, thì có ngày những cái ngày lên nó sẽ bù cho ngày xuống, mà lấy trung bình cộng thì nó cũng đều đều, vậy là được. Còn hơn là các bạn cứ bỏ. Mà tôi thấy có rất nhiều anh em môi giới nhà bị mất động lực, bị bỏ cuối cùng bỏ một thời gian được dài mấy tháng không đi làm việc, như vậy là rất không được các bạn nhé. Đừng có bị sa lầy vào cái chuyện đó. Mình có thể bị 1-2 ngày mất động lực, lúc đó mình thấy mình có vấn đề là mình phải chữa liền, chữa tạm thời bằng những cái cách này, hoặc là chữa sâu xa, chứ không để mà vài ba tháng mình ở nhà hoài mình không làm, lấy lúc đó là ảnh hưởng rất là nhiều đấy. Đây, thì trên đây là những chia sẻ thật lòng của tôi thôi. Thì nếu anh em nào, bạn bè nào mà thấy cái video này hữu ích thì cho tôi một like nha, và chia sẻ đến những người nào đang có mong muốn là tìm lại động lực các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.